tinh tắn mà quậy cái đầu rồi. Ừ. Xịt có đen không lên. Trời ơi trời. Tức cười. Đi ba. Chuyện không? Quay. Còn dính cái đầu lại ha. Đứng phía dưới nè. Đúng mặt dưới là hồi trôn với nó luôn bây giờ. Cái đó vui à. Hỏng bánh luôn ha. Dính cái đít lại. Chạy ra đó coi gì nữa. Mình trong cống như xíu cậu cũng thua người nó cậu này bỏ qua khác chứ đâu có chở được cái gì đâu giờ chắc không nổi đây mà việc lại tiếp sức. Chiếc thử kéo mình lên không? À, sức mạnh của hai chiếc. Cậu này cậu mini mà, cậu mini, à. Cậu ở đầu lên. Không mà, đâu có thấm né, khoai cơ bản đó. Thường ngủ mát bự. Mà xe. Xe này cũng xe không chứ phải xe đâu. Bồn nó nặng nó nghiêng bên. Lật mẹ rồi. Nếu mà nó nặng nó nghiêng bên nó lật rồi. Cái không. Rồi. Một lai danh xe bồn. Quá mạnh ghê vậy. Lôi đi. Lôi đi tè tè. Có bị gì đâu. Có bị gì đâu. Một lai danh xe bồn. Bồn kéo. Cậu không có thế gì đâu. Không nước đâu. Bánh nó trơn nước rồi. Kêu nó móc lại là nữa. Nó không được rồi. Nó tiêu cái đường mương nước rồi. Ui. Một chút anh cho xe là làm cái nước tải cho tôi chứ phải. Cái cuốc đang lại á.